Rồi Hiếu xin kính chào quý bà con. Thì như bà con thấy ở phía sau Hiếu đó là một số cái chủ đề mà tin chắc rằng là bà con làm ruộng đang rất là quan tâm. Và đặc biệt đó là cái vấn đề mà quản lý lúa đuôi, chủ đề số 1 đó. Và trong video này Hiếu sẽ nói về cái chủ đề số 1 nha bà con. Kênh của Hiếu là kênh chia sẻ về kiến thức cũng như kỹ thuật nông nghiệp và cũng là nơi cung cấp thuốc bảo vệ thực vật dành cho quý bà con. Nói về lúa đuôi á, thì thời gian gần đây á, là hầu như tỉnh nào cũng gặp cái vấn đề này. Và ruộng nào thì ít hay nhiều đều cũng có lúa đuôi. Và nếu bà con xử lý tốt thì nó sẽ hết vài vụ, nhưng mà vài vụ sau nó lại có đó. Và lúa đuôi này nếu bà con quản lý á, thì nó là vấn đề mà mình làm ruộng thì mình phải quản lý luôn và muôn thở. Rồi. Và hiện tại mà để quản lý tốt lúa đuôi á, thì trên thị trường nó có một số dòng sản phẩm. Một số dòng sản phẩm thứ nhất á, là mình quản lý trước xạ. Thứ hai á, là quản lý sau xạ. Và cũng có một số dòng sản phẩm á, là mình quản lý khi mà lúa trổ đó. Thì Hiếu sẽ nói về từng cái giai đoạn ha. Đầu tiên đó là giai đoạn trước xạ. Để quản lý lúa đuôi trước xạ thì bà con có thể sử dụng những cái dòng sản phẩm như là diệt mầm cạn, Hiếu ví dụ như thằng Atat hay là Dugangol đó, nó là cái gốc mà acetachlo nó lưu dẫn trong đất cũng khá lâu. Và cái cách sử dụng thì bà con sử dụng khi mà trước xạ từ 7 tới 10 ngày đó. Đặc biệt thì đối với cái gốc Atat ha, Hiếu đã chia sẻ rất là nhiều năm rồi và bà con áp dụng cũng rất là ổn. Là khi bà con làm đất xong xuôi rồi đó, làm đất lần cuối cùng thì mình tiến hành mình rút nước ra, mình phun Atat. Rồi sau khi phun Atat thì bà con bỏ khoảng 12 đến 24 giờ thì mình cho nước vô, mình ngâm. Và mình ngâm cho Hiếu là 7 ngày nha. 7 ngày sau là mình rút nước ra, mình chỉ cần chặt nhẹ lớp mặt và mình xạ đó. Trong cái khoảng thời gian mà mình phun Atat đó thì thuốc nó sẽ ngấm sâu xuống một cái lớp phía dưới và nó làm hư cái hạt mà lúa đuôi và kể cả hạt cỏ đó. Rồi nha mọi người, nhưng mà lưu ý là thời gian cách ly phải 7 ngày. Rồi một số cái sản phẩm mà sau xạ mà hiện tại mà Hiếu đã cho thử nghiệm và đã có kết quả rồi á, nó là cái dòng thứ nhất là cao siêu complex của công ty Bayer, quản lý luôn cả cỏ gạo, cỏ đuôi phụng, chắc lát và cả cái nhóm lúa đuôi nha mọi người. Cái thời điểm phun á thì bà con phun ở cái giai đoạn mà khoảng từ 7 đến 10 ngày đó, thì lúc đó cỏ dại và lúa đuôi nó mới bắt đầu nó mọc đó. Và cái cách sử dụng á, thì mình cho nước vào đó, ngập cỏ không ngập lúa, và bà con phun té theo cái kiểu mà mình phun thuốc ốc đó mọi người. Đó, một chai 4.000 mét vuông thì bà con chỉ cần phun hai bình thôi. Hai bình thì thuốc nó sẽ tự động nó lon trải đều khắp mặt ruộng và nó diệt cỏ thông qua cái cơ chế là hấp thụ qua rễ. Và cái cỏ nào nằm ở dưới mặt nước đều chết. Kể cả cái cây lúa của mình ha, những chỗ dặm giá dưới mặt nước đều chết. Và cái lúa đuôi thì cái thời điểm nó mọc á, là khoảng từ 6 đến 7 ngày thì nó mới bắt đầu nhú mầm và mọc lên. Thì cái thời điểm đó bà con quản lý luôn triệt để nha. Rồi sản phẩm Caboto của Tân Thành thì Hiếu cũng đã nói nhiều ở những video trước rồi. Caboto thì nó cũng quản lý được cả lúa đuôi và cái cơ chế nó giống như cao siêu complex. Và Caboto thì nó chuyên về cái gốc chắc lát. Và lưu ý khi sử dụng Caboto thì có 4 cái giống mà mình công ty họ khuyến cáo là không nên sử dụng nha mọi người. Rồi còn một cách mà diệt lúa đuôi nữa là mình phun trên bông, tức là cái sản phẩm Dugangol của Syngenta thì mình có thể sử dụng ở trên bông khi mà cái hạt lúa đuôi nó chín sắp rụng thì mình tiến hành mình phun. Thì khi mà mình phun thuốc á thì cái hạt lúa đuôi mà nó trúng thuốc thì nó sẽ hấp thụ cái thuốc đó thì nó không nảy mầm được nha mọi người. Rồi khi mà rụng xuống không nảy mầm được, còn lúa của mình thì sẽ không có bị ảnh hưởng đó, vẫn vô gạo bình thường, nhưng mà mình để giống lại không được. Rồi đó là một số chia sẻ của Hiếu về những cái cách để diệt lúa đuôi. Ngoài ra thì bà con còn có thể tiến hành bằng cái cách thủ công, ví dụ như là mình thuê nhân công mình đi cắt nè,
Rồi có nhiều cách mà bà con cũng đang áp dụng là thuê nhân công cắt, chủ yếu là đi cắt. Rồi còn những cái chủ đề thứ hai, thứ ba, thứ tư thì Hiếu sẽ chia sẻ ở những video sau, thì bà con theo dõi Hiếu để mình cập nhật những video tiếp theo. Rồi Hiếu xin chào.